Đấy, đang bắn lưới các bác nha, sắp xong rồi đấy. Đang vào công trình hoàn thiện. Bác nào cần làm AV thì làm theo kiểu này là sau làm bể cảnh trong cho chim tắm, bãi chơi cho chim. Rất đẹp các bác ạ, rất rộng, đền rộng lắm. Đang trong quá trình hoàn thiện. Đấy, quá trình đang hoàn thiện cái AV nha các bác nha. Này, cô gái rồi nha. Các bác thẩm định xem đôi này có con nào con trống, con nào con mã không. Đôi này có con nào con trống con mái không, các bác nhé, thẩm định hộ cái nhé, cho lời bình luận nhé. Con khiếu này thì con khiếu trống rồi. AV đấy, quá trình hoàn thiện AV xong nhé các bác nhé. Mái lợp bằng tôn này các bác, quây kín hết nhé các bác nhé. Sau quá trình làm AV xong, tích nước cho cái đây là két này em bắt được sau đây, để lại đây hơn chục con thả vào AV nhé các bác nhé. Trích được sau này để lại nuôi vào AV hết đấy các bác nhìn nhé. Đây khiếu đây, AV đây, AV đang xây bể nhá, xây bể tích nước nha các bác nhá, chung quanh quây đá cảnh nhé các bác nhá, trong kia là để đổ đất để cho nó làm cái sân, nó có đất để nó hấp thụ nhá, ngoài bể tắm nhá. Mái tôn lợp đây này các bác ạ. Làm cái AV cho chim nó chích két các loại chim các bạn. Đây nhá. Còn đây là sáo nhá. Sáo 4 con cho ông anh ông ấy rồi. Để lại 2 con thôi nha. Có mấy con để lại 2 con. Sáo nhá. Cũng thả tất vào AV nha các bác nha.
đây chiếc két đây các bạn, ruồi đấy nhá, già ăn rất ác luôn. Cái dòng cát magic này là nó ưa nước các bạn, bên dòng sâm mà nó ưa nước nên là làm cái bể tắm cho nó, cho bèo vào thế nó ra nó ăn, ăn bèo với lại nó tắm. Lấy ra ăn lúa đấy các bạn, làm cái máng ấy, cho đổ lúa vào ra nó ăn. Cái thịt chim này nó lắm chất đạm. Két để đồ xôi, hầm thuốc bắc cũng tốt, đồ xôi cũng tốt. Chích hầm này cứu cũng được, thơm lắm. Em đang nuôi xem nó có thành công không ạ. Nhưng ăn ác lắm. Két thì đúng dòng đúng như vịt luôn. Ăn đúng như vịt, tập tính đúng như vịt luôn. Đấy, chích cái đó này. Cắt cứ ra máng là tắm, rỉa lông tắm nhé. Quay cái kia vào này, đang để cho nó ấm, ngủ rét này, tối nó vào đấy nó ngủ. Béo lắm các bạn. Cái loại này mà rét mà không quay nó vào là hay bị y ỉa các bác nhé. Y ỉa về cho uống thuốc ạ. Đây này em thỉnh thoảng vẫn phải cho uống thuốc phòng nhé. Y ỉa đi ngoài đó. Phân trắng. Dòng này két chích này hay bị đi ngoài phân trắng, mình phải để ý là mình cho uống thuốc, làm cái viên ăn. Mấy viên không cho vào cái nắng, nước nó uống. Két hơn chục con, chích hơn chục con các bạn nhé. Máng tắm hết. Đêm có con kêu rồi nha các bác nhé. Đêm có con kêu tiếng rồi. Đêm có con kêu rồi. Két cũng kêu nhé. Xích thì két 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 két. Rất hay các bạn, về cái sự đam mê mà các bạn. Sang năm mà nó mà đẻ được thì đẹp thì ngon các bạn. Nếu bữa em làm cái chuồng như kiểu chuồng bồ câu ấy, nuôi con này nó bay vào đấy này nó đẻ trong đấy, cái dòng này nó đẻ ấy ạ. Ở nước ngoài nó lại đẻ trong hốc cây nha các bác nhé. Về mình bây giờ mình không có thì mình phải
cho nó vào cái lồng như chuồng, như là chuồng chim bồ câu làm lỗ ấy. Thế nó bay lên đấy là nó đẻ vào đấy, là dòng két đấy nhá các bác nhá. Và dòng chích thì nó sẽ đẻ tầm ở dưới thôi. Chích mình sẽ làm được tầm ổ nó sát sát đất thôi. Thật tuyệt vời. Các bác xem thấy hay like đăng ký ủng hộ kênh cho em nhé. Xin cảm ơn các bác nhiều. Đậu ở đâu là đậu toàn trên cành thôi nha các bạn, không ở dưới đâu. Đây này, tối đấy. Còn lắm, ăn yếc lúa bèo.